Thủ tướng Merkel tuyên bố chính sách Âu Châu hiện giờ sẽ không có sự thay đổi. Tin từ Bá Linh, hôm nay Thủ tướng Angela Merkel đã nói với báo chí rằng chính sách Âu Châu sẽ không có sự thay đổi sau chiến thắng lớn của đảng CDU. Chính sách Âu Châu là một trong những giá trị căn bản của CDU và sẽ tiếp tục trên tinh thần này. Thủ tướng Merkel cũng nói rằng hôm nay bà ta cũng mang sợi dây chuyền trong ngày hôm qua để tránh thảo luận nhiều. Đảng CDU của Thủ tướng Merkel đã thắng lớn, nhưng đảng FDP trong liên minh cầm quyền đã thua đậm, nhận dưới 5% số phiếu là mức phải đạt được để có thể chia ghế trong quốc hội. Không có đảng FDP, Thủ tướng Merkel sẽ có thể thành lập liên minh lớn với đảng Dân chủ xã hội SDP như nhiệm kỳ từ năm 2005 tới năm 2009.